Vâng, trước mặt các bác là ba chiếc lọc đã được test cũng như là kiểm tra với những chiếc mà có chất âm như nhau và cũng kiểu mạch như nhau thì và sẽ có nhiều hãng sản xuất, thì em sẽ view cụ thể cũng như là chép một chiếc để các bác cùng cảm nhận về chất âm. Tiếng rất là sáng các bác nhé, sáng và sạch chi tiết ạ, ngọt ngào, nghe rất là dịu tai. Với những dòng này hiện tại đang sử dụng là 62 cần gạt các bác nhé. Sử dụng là 2 tầng riêng biệt và 62 cần gạt chạy sức teo. Đó, chạy mạch riêng biệt luôn các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ cho các bác cùng xem cái nội thất bên trong. Rồi. Đầu tiên là chiếc KM231 này. Đó, các bác nhìn mạch rất là đẹp các bác nhé, vì xanh. Tất cả tủ lọc đều là tủ gốm hết. Với dòng này là sử dụng hai nguồn các bác nhé. Nguồn là 18V. Đó. Và sử dụng đầu vào và đầu ra đều là 6 ly và Canon các bác nhé. Các bác có thể dùng 6 ly hoặc tuần đường Canon. Và bên dưới mạch thì sẽ là mắc nối tiếp nhau. Và tiếp theo, chiếc này thì khá giống với dòng DOD, đó, mặt kiểu màu đen nâu, đó. SR231. Dòng này cũng sử dụng là hai nguồn các bác nhé, cũng hai nguồn, nguồn 18V. Đó, mạch cũng rất là đẹp. Các bác có thể đeo tai nghe để cảm nhận được tiếng chi tiết và sắc nét của dải nhạc cho ra. Và chiếc cuối cùng các bác đang cảm nhận đây đó là chiếc Yamaha EQ231. Với dòng này thì sử dụng một nguồn lớn cũng ra 18V, nhưng mà sử dụng một nguồn các bác nhé, cũng hai mạch riêng biệt. Với ba chiếc này thì chất êm như nhau, đã được test và kiểm tra và cụ thể như vậy. Giá thì mỗi một chiếc là 1.600.000 các bác nhé. Đó. 1.600.000 một chiếc, bao dây dắt và cước phí cho các bác bảo hành 6 tháng. Vâng, em cũng xin được kết thúc video. Các bác đừng quên cho em xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ. Các bác nào có nhu cầu về chiếc nào hoặc là ưng ý chiếc nào thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0977 434361 các bác nhé. Vâng, xin được mến chào các bác.